Lâu không xuất hiện, cô thấm Tường Vi lộ diện với ngoại hình khác lạ không nhận ra. Nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc Tường Vi tái xuất trên truyền hình, trông cô y như một hot girl tuổi 18 đôi mươi chứ không phải tuổi thật 30. Tường Vi là nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Cô Thắm Về Làng, Cá Rô, Em Yêu Anh. Vẻ đẹp trong sáng của Tường Vi từng làm siêu lòng bao khán giả màn ảnh nhỏ. Cô cũng được người hâm mộ yêu mến vì chọn cho mình một cách nổi tiếng an toàn với chính năng lực thực sự của bản thân, hoàn toàn miễn nhiễm với scandal. Lâu lắm không thấy cô thắm Tường Vi xuất hiện trên truyền hình. Mới đây, nữ diễn viên góp mặt trong chương trình Đấu Trường Âm Nhạc phát sóng tối 31 tháng 3 đã gây nhiều sự chú ý. Đặc biệt, trong ngoại hình của Tường Vi khác lạ khó nhận ra, nữ diễn viên trông trẻ như một cô hot girl 18, đôi mươi, dù năm nay đã 30 tuổi. Không biết nhờ sự thay đổi kiểu tóc, ăn mặc, trang điểm hay có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Tường Vi xuất hiện tại Đấu Trường Âm Nhạc vừa qua. Trông cô xinh đẹp và nổi bật hơn. Gương mặt của Tường Vi trông như búp bê kèm theo mái tóc bông xù dễ thương. Cách đây không lâu, Tường Vi dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là chiếc mũi trông khác lạ so với trước đây. Tuy nhiên, người đẹp không lên tiếng về vấn đề này, dù khác lạ nhưng cô trông vẫn vô cùng xinh đẹp và tươi tắn. Khán giả từng đặt nghi vấn Tường Vi phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ đẹp trong sáng của nữ diễn viên trước đây. Cô thắm mộc mạc ngày nào, trong lần tái xuất lần này trên truyền hình, Tường Vi trở thành thủ lĩnh, đấu với hai nam diễn viên Gia Bảo và Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm thua te tua và tự nhận mình ngựa non hấu đá. Khi trước đó đã đe dọa Tường Vi lẫn Gia Bảo, anh còn mong muốn. Lâm rất vui khi 20 triệu chia đều cho tất cả mọi người thì chương trình sẽ nghĩa và nhân văn hơn. Trước mong muốn của nam diễn viên hài, Tường Vi coi như không nghe thấy và chia sẻ rất vui khi đánh bại Lê Dương Bảo Lâm. Hơn nữa, nữ diễn viên đã chứng minh một điều, thủ lĩnh không cần phải hát hay cũng có thể thắng khi liên tục thể hiện tài năng hát như độc trên sân khấu chương trình. Lộ thông tin vợ cũ nghệ sĩ Anh Vũ, chê nghèo bỏ chồng hóa ra nay sống khác thế. Tại một cuộc phỏng vấn gần đây, cố nghệ sĩ Anh Vũ từng chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh. Nghệ sĩ hài Anh Vũ từng có những trải lòng về đời sống riêng và sự nghiệp. Đây là dịp hiếm hoi khi nam nghệ sĩ tiết lộ cuộc hôn nhân cũng như người bạn đời trong quá khứ. Anh Vũ cho biết, thực ra thì cách đây khá lâu, khoảng 20 mấy năm trước, tôi cũng từng có gia đình rồi, nhưng chuyện nợ duyên không dài, chúng tôi không ở với nhau được nên đã chia tay. Đến giờ tôi vẫn đang tìm một người nào đó phù hợp với mình, nhưng ở tuổi này rồi, già rồi thì không biết còn ai chịu không nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình và chờ duyên số. Tuổi tác tôi bây giờ cũng lớn, nên nếu gặp được người hợp tình, hiểu được mình, quan tâm cũng như động viên tôi trong nghề nghiệp và có duyên có nợ thì sẽ gắn kết với nhau. Tôi không cần một người vợ quá đẹp, mà chỉ mong gặp được người hiểu chuyện và có duyên. Tuổi tôi giờ tìm bạn cũng khó, thêm phần từng gặp phải bánh xe trước ngã nên bánh xe sau càng cẩn thận hơn. Nghệ sĩ Hà Anh Vũ từ kết hôn khi 20 tuổi nhưng ly hôn sau 2 năm chung sống. Bàn về chuyện tình cảm, Anh Vũ cho biết thêm, thật ra thì chuyện này cũng qua lâu rồi, tôi kết hôn từ lúc mới lớn. Năm đó tôi khoảng 20 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm rồi chúng tôi ly thân, nên trước đây tôi không muốn nhắc đến làm gì. Bây giờ vợ cũ của tôi đã có cuộc sống ổn định ở nước ngoài rồi, nên tôi có chia sẻ đôi chút. Vợ cũ nghệ sĩ Anh Vũ đã có tổ ấm ở nước ngoài, cuộc sống bình yên. Khoảng thời gian đó tôi chưa gây dựng được tiếng tăm, tôi phải mưu sinh bằng nhiều nghề phụ khác nhau. Kinh tế gia đình khó khăn, dẫn đến những cuộc tranh cãi cho đến khi tôi và cô ấy hết duyên nợ. Hiện tại cô ấy đã có gia đình mới, chúng tôi sẽ coi nhau như những người bạn nếu tình cờ gặp gỡ. Tuy nhiên tôi là đàn ông độc thân nên hạn chế những tình huống khó xử. Nam nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc khi vợ cũ đã có tổ ấm mới. Nhưng thú thật là tôi không muốn đi sâu hay nhắc đến nhiều về những chuyện đã qua với công chúng. Tôi vẫn muốn khán giả nhớ đến và yêu mến mình qua sự nghiệp diễn xuất, cũng như cống hiến mà tôi đóng góp cho nghệ thuật hơn là chuyện đời tư. Không muốn muộn chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi, nghệ sĩ Anh Vũ luôn được các đồng nghiệp quý mến và kính trọng. Hình ảnh nghệ sĩ Anh Vũ cùng các đồng nghiệp vui chơi tại nước ngoài trong chuyến lưu diễn. Anh Vũ và Quế Trân là đồng nghiệp kết hợp ăn ý với nhau trên sân khấu. Khán giả từng không ít lần đẩy thuyền cho cặp đôi này. Tuy nhiên Anh Vũ chưa lên tiếng về mối quan hệ với đàn em Quế Trân. Ai cũng có một số phận, một cuộc đời và vốn dĩ bước chân vào con đường nghệ thuật. Người ta rất dễ mang tai tiếng nên nghệ sĩ làm gì cũng cẩn thận. Tôi quan niệm rằng một lời bất cẩn có thể nhóm lên xung đột, một lời tàn nhẫn có thể phá hỏng một cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể xua đi căng thẳng và một lời yêu thương có thể chữa lành chúc phúc. Bị nhầm tên tai hại với cố nghệ sĩ Anh Vũ, dù đau lòng nhưng anh Đức vẫn bức xúc lên tiếng. Nhiều bạn bè của anh Đức và cư dân mạng cũng phẫn nộ trước sự nhầm lẫn vô duyên này.
Vừa qua, cả showbiz không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Anh Vũ ở tuổi 47. Nguyên nhân hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Chỉ biết rằng thời gian gần đây, căn bệnh ung thư đại tràng của cố nghệ sĩ có dấu hiệu tái phát, kéo theo chứng mất ngủ, sức khỏe không thực sự khả quan. Trong lúc tất cả đang vô cùng tiếc thương vì sự ra đi đột ngột của Anh Vũ, thì nam diễn viên Anh Đức lại phải bức xúc lên tiếng vì sự nhầm lẫn tai hại với cố nghệ sĩ. Anh Đức phẫn nộ lên tiếng trên trang cá nhân vì bị nhầm tên với cố nghệ sĩ Anh Vũ, nam danh hài bức xúc. Các quý báo không có uy tín và không chính thống, làm ơn xem xét, kiểm duyệt lại thông tin trước khi đăng. Người viết cần để tâm vào những gì mình viết để tránh những sai sót. Tôi đã không muốn lên tiếng về vấn đề này, nhưng nhiều người gửi phản ánh quá, làm ơn chỉnh sửa lại giùm. Cụ thể, trang báo mạng đã nhầm tên Anh Vũ và Anh Đức khiến cho nam danh hài gặp nhiều rắc rối. Mặc dù không muốn lên tiếng về vấn đề này, nhưng vì có quá nhiều người phản ánh nên Anh Đức đã phải ra mặt. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ cũng rất bất bình thay cho nam danh hài. Nhiều người cho rằng sự nhầm lẫn tai hại và vô duyên kiểu này khiến cho cả Anh Đức và người mất không yên. Trước đó, sau khi nhận được tin cố nghệ sĩ Anh Vũ ra đi đột ngột, Anh Đức cũng chia sẻ về linh cảm lạ khi bấm nút thích loạt ảnh đi diễn của cố nghệ sĩ Anh Vũ đăng tải tối 31 tháng 3. Anh Đức viết, hôm qua còn like hình ảnh chuyến lưu diễn của ảnh mà lạ lắm, cứ xem đi xem lại những hình ảnh đó mấy lần. Anh Đức kể lại điềm báo trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Anh Vũ, đi khám sức khỏe lòng bồn chồn khó tả. Sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Anh Vũ khiến cả showbiz bàng hoàng. Chưa gặp mặt lần nào nghe tin nghệ sĩ Anh Vũ mất, Handy A lập tức chuyển khoản giúp đỡ, nhìn con số quá nể. Cô Hoa hậu ED còn rất lễ phép khi nhắc về người đàn anh quá cố. Tin tức danh hài Anh Vũ qua đời đột ngột trong chuyến lưu diễn tại Mỹ đang trở thành mối quan tâm của nhiều khán giả và nghệ sĩ Việt. Theo người thân chia sẻ, sau khi diễn xong, Anh Vũ về ngủ nhờ một người bạn tại California. Nửa đêm, người bạn này không nghe tiếng anh ngáy như mọi lần. Khi lại gần xem thì thấy anh đã tắt thở. Sáng ngày 2 tháng 4, nữ diễn viên Kylie đau buồn thông báo Anh Vũ đã qua đời. Đồng nghiệp thân thiết và gia đình Anh Vũ đang gấp rút nhờ cậy sự quyên góp của mọi người để đưa nam nghệ sĩ về quê an táng. Chi phí để đưa thi thể danh hài từ Mỹ về Việt Nam ước tính khoảng 20.000 đô. Nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, người chị và cũng là người đồng nghiệp thân thiết nhất của Anh Vũ rất bàng hoàng khi nghe tin em mất. Chị khẩn cầu kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng trên trang cá nhân. Ngay lập tức, lời thỉnh cầu của Hồng Vân nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ đã chuyển khoản tiền để giúp đỡ Anh Vũ. Nghe tin này, Hoa hậu Henny A cũng nhanh chóng chia sẻ lòng nhân ái của mình. Mặc dù chưa làm việc chung hay thậm chí là chưa gặp gỡ lần nào, nhưng Henny A đã ngay lập tức chuyển khoản 10 triệu đồng vào tài khoản của Hồng Vân. Nhờ tiền bối chia sẻ đến diễn viên Anh Vũ, cô nhắn nhủ, con mới chuyển vào tài khoản cô Hồng Vân ạ, hy vọng bác Vũ sớm được về Việt Nam. Có thể thấy trong lời nói của Henny A đầy thành kính với người đã mất và rất lễ phép với Hồng Vân, hành động này của Henny A nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Henny A chuyển khoản 10 triệu giúp đỡ Anh Vũ. Số tiền 10 triệu tuy không phải quá lớn nhưng thể hiện tấm lòng cao quý của cô Hoa hậu ED. Henny A cũng chia sẻ tin tức về Anh Vũ để kêu gọi sự hảo tâm từ cộng đồng. Từ khi đăng quang Hoa hậu đến nay, Henny A luôn thể hiện sự nhân ái, lan tỏa năng lượng sống tích cực đến mọi người. Bạn bè đồng nghiệp làm việc chung hoặc quen biết đều nhận xét Henny A là cô gái xinh đẹp lễ phép và luôn được mọi người quý mến. Hé lộ chi phí để đưa thi thể Anh Vũ về Việt Nam, con số quá lớn. Chi phí đưa thi hài nghệ sĩ Anh Vũ về Việt Nam lên đến 20.000 đô, nên nhiều nghệ sĩ đang kêu gọi quyên góp hỗ trợ gia đình anh. Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân tiết lộ số tiền khá lớn để đưa thi thể nghệ sĩ hài Anh Vũ về Việt Nam để mai táng. Nghệ sĩ hài Anh Vũ qua đời lúc 5 giờ sáng, 2 tháng 4 giờ Việt Nam. Tuy nhiên mọi chuyện quá đột ngột, người thân chỉ biết cập nhật tin tức từ đồng nghiệp, thân thiết của Anh Vũ tại bang California của Mỹ. Nguyên nhân cái chết hiện đã được chia sẻ từ người thân. Trước đó, theo chia sẻ từ đồng nghiệp, Anh Vũ đã có những dấu hiệu đột quỵ trong thời gian tập luyện trước giờ lên sân khấu. Hiện thi thể của Anh Vũ nằm trong bệnh viện ở Mỹ. Gia đình nghệ sĩ cho biết cũng đang bối rối nhưng sẽ đưa thi thể về Việt Nam mai táng. Là người chị thân thiết gắn bó nhiều nhất bên Anh Vũ, nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân bày tỏ niềm thương tiếc trước cái chết ở nơi đất khách quê người của người em thân thiết. Nhận tin dữ về Anh Vũ sáng sớm, chị vẫn không tin đó là sự thật. Vượt qua nỗi đau, nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân cùng nhiều nghệ sĩ khác cùng xin phép gia đình tổ chức quyên góp
với mong muốn đưa anh về Việt Nam thay vì phương án hỏa táng tại Mỹ và mang tro cốt về. Liên quan đến sự qua đời đột ngột của nghệ sĩ Anh Vũ khi đang thực hiện dở chuyến lưu diễn tại Mỹ, hiện gia đình anh đã biết tin và đang hoàn tất các thủ tục để có thể đưa anh về Việt Nam mai táng. Trên trang cá nhân, để tránh giả mạo, Hồng Vân khẳng định số tài khoản duy nhất đứng ra nhận quyên góp là tài khoản của chị. Được biết số tiền 20.000 đô là hơn 500 triệu đồng. Như vậy, với con số này, nghệ sĩ Hồng Vân và gia đình đang hy vọng đưa được thi hài Anh Vũ về nước. Còn số tiền để hỏa thiêu tại Mỹ và đưa hài cốt về Việt Nam là 10.000 đô, khoảng 232 triệu đồng. Trước tình cảnh này, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã quyết định kêu gọi bạn bè đồng nghiệp cùng mọi người chung tay quyên góp giúp gia đình Anh Vũ đưa thi hài của anh về với đất mẹ. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chuyển 10 triệu đồng cùng lời nhắn thương anh quá, chỉ biết niệm Phật cho anh ấy. Nghệ sĩ Xuân Hinh nhắn gửi, anh ở xa, nhờ em gửi 5 triệu giúp rồi mai anh chuyển cho em nhé. Đến hiện tại, Hồng Vân đăng tải sao kê cho thấy đã có 580 triệu đồng được chuyển vào tài khoản. Số tiền vẫn đang tăng lên khi bài đăng đang được chia sẻ. Điều cuối cùng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mong muốn chính là đem thi thể nghệ sĩ Anh Vũ về quê nước mẹ. Và nghệ sĩ chia sẻ sẽ đóng thẻ lại không nhận tiền ủng hộ giúp đỡ nữa. Nói như nghệ sĩ Hồng Vân, đến cuối cuộc đời mà Anh Vũ vẫn còn phải tha phương, nhiều nghệ sĩ vi bích cùng hy vọng sẽ đưa thi thể Anh Vũ về Việt Nam.